Hội Người Tù Kháng Chiến thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hội năm 2022. Trong năm 2022, hội tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức 64 cuộc giao lưu với gần 20.000 lượt người tham dự trong các ngày lễ kỷ niệm lịch sử của đất nước. Công tác tham gia giải quyết chính sách trợ cấp hàng tháng, an dưỡng, bảo hiểm y tế, qua Tết và Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 được đảm bảo kịp thời. Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần hội viên được quan tâm. Hội đã phối hợp tặng 766 phần quà cho hội viên với số tiền trên 1 tỷ 600 triệu đồng, thăm 189 lượt hội viên ốm đau với số tiền gần 34 triệu đồng. Song song đó, hội đã tổ chức hùng vốn có 151 hội viên tham gia với tổng số tiền trên 210 triệu đồng. Tính chấp với ngân hàng cho 24 gia đình dây 592 triệu đồng phát triển kinh tế gia đình. Đến nay hội người tù kháng chiến thành phố Cần Thơ không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. Dịp này Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố và hội người tù kháng chiến thành phố Cần Thơ tặng giấy khen cho 10 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.